bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của OBD Việt Nam. Thì hôm nay chúng mình sẽ gặp một em chiến binh hoàn toàn mới trong ngành chẩn đoán xe du lịch. Em này tuy mới ra mắt thị trường nhưng nhận được rất nhiều feedback tốt từ phía khách hàng. Theo dõi với mình nha. À mà Nga, em thấy mình những cái video trước thì mình đã review và đập hộp một cách bình thường rồi. Thì ngày hôm nay em sẽ đề ra một cái thử thách là chúng ta sẽ đập hộp trong cái thời gian ly cà phê này nhỏ giọt. Nếu mà cái ly cà phê này nhỏ giọt xong mà chúng ta chưa đập hộp xong thì mình sẽ chịu một hình phạt bất kỳ từ phía các anh em. Chúng ta thử không? Chơi luôn. Ok. Cà phê thì Sương đã chế ra rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành đập hộp thiết bị chẩn đoán ngày hôm nay. Máy chẩn đoán đa năng FK-C8V. Máy chẩn đoán đa năng FK-C8V là một thiết bị chẩn đoán các hệ thống điều khiển điện tử cho tất cả các dòng xe du lịch, được phát triển bởi nhà sản xuất FK. Với nhiều ưu điểm của C8V mang lại như giao diện người dùng hoạt động đơn giản và nhanh chóng, dễ dàng sử dụng, chuyên nghiệp, hiệu suất cao, giúp cho chiến binh C8V được nhiều các anh em quan tâm và sử dụng. A few moments later. Đây là toàn bộ full máy chẩn đoán C8W đến từ nhà sản xuất FK. Và bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu từng sản phẩm đi từ trái sang phải nhé. Đầu tiên đó là chiếc tablet của C8W. Nó được thiết kế khá là nhỏ gọn. Xung quanh thì có các vấu cao su khiến cho việc cầm trở nên chắc chắn hơn. Ngoài ra thì nó được thiết kế cổng USB và đầu sạc. Nhìn chung thì cấu tạo khá là giống với FKC F7SD. Là có thể nhìn chung tổng quan là thấy cái thiết bị này là được thiết kế tương tự giống FKS7SD đúng không? Về cấu hình máy thì máy sử dụng hệ điều hành đa nhiệm Android 5.1 với vi xử lý 4x Cortex A17, màn hình cảm ứng 8 inch, có lớp chống trầy nên sản phẩm có thể sử dụng bền. RAM 2GB và 32GB ROM, hỗ trợ thêm thẻ nhớ ngoài lên đến 32GB. Camera sau 5MP, hỗ trợ tự động lấy nét, kết nối Wi-Fi và Bluetooth. Và có một cái thiết bị thứ hai, một cái bộ phận đi kèm chung với máy FK-C8V mà thiếu cái thiết bị này thì chúng ta có thể là không kết nối được với xe. Đây, xin giới thiệu với các bạn, đây chính là cục VCI. Và với thiết bị này thì chúng ta có thể cắm vào trực tiếp ở trên xe, có cổng cổng OBD2 là cổng 16 chân và có thể kết nối trực tiếp qua Bluetooth luôn nha. Không những có thể kết nối cho các dòng xe có cổng OBD2 thì nhà sản xuất FK còn rất là tinh tế, đầu tư hẳn cho một bộ giắc cắm OBD1 cho những dòng xe như là Toyota, Toyota 17 và Toyota 22, Mazda 17. Em thấy ở đây á, là có cái dòng Mazda 17, Toyota 22 và Toyota 17. Thì ở trên thị trường á, thì các giác chẩn đoán này nó sẽ nằm ở gần khu vực gần hộp cầu chì hoặc là gần bình ắc quy. Ở đây thì có dòng, có giác chẩn đoán Kia 20 đúng không? Thì em thấy Kia 20 ở trên thị trường Việt Nam chủ yếu là xe Kia Carren và Kia Carniva. Còn ở đây là GM và Daewoo thì nếu như những cái giác chẩn đoán bình thường nó nằm ở bên phía bên tài ở bên dưới, thì với giác chẩn đoán GM Daewoo 12 chân này thì nó sẽ nằm ở phía bên phụ ở bên dưới. Thì dù khi mà các anh em có thể để ý những cái điều này thì lúc mà quá trình các anh em mà tìm cái giác chẩn đoán sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì còn có những giác chẩn đoán cho những dòng xe như là Maruti, Nissan và Honda. Bên cạnh cái cổng chẩn đoán đi kèm với tablet thì ở FK-C8V còn được trang bị một số cái phụ kiện đi kèm như là cái bộ sạc nè, bộ lấy nguồn tẩu thuốc nè, một cái cáp USB Type-C để kết nối dữ liệu với máy tính, rồi một bộ hai cầu chì, và ở đây đặc biệt hơn là nó sẽ có một cái giắc chuyển. Thì cái giắc chuyển này giúp chúng ta kết nối các cổng OBD1 với lại cục VCI để kết nối với lại thiết bị. Rồi ở đây có một số giấy tờ thì em sẽ để cho Nga giới thiệu cho mọi người nha. Thì ở đây sẽ có một tờ giấy sẽ liệt kê tất cả các phụ kiện khi chúng ta mua sản phẩm C8V. Ngoài ra thì còn có một phí bảo hành từ nhà sản xuất FK. Và khi chúng ta mua hàng tại OBD Việt Nam thì sẽ được hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao tận gara luôn nhé. Để nói sơ lược về sản phẩm này thì sản phẩm này có thể chẩn đoán được hơn 40 dòng xe du lịch và có thể kích hoạt được hơn 17 hệ thống trên xe ô tô. Ngoài ra thì các em muốn xem thêm về sản phẩm này thì có thể lên series trải nghiệm FK-C8V của OBD Việt Nam. Mình sẽ đặt lên ở phía dưới luôn.
Vâng, và tổng quan thì có thể đây là thấy FK-C8 kép là một sản phẩm với phân giá thấp nè, hỗ trợ nhiều giác nhận đoán, hỗ trợ nhiều dòng xe, có thể kích hoạt được nhiều hệ thống, và Sương tin rằng đây sẽ là một sản phẩm rất là phù hợp với các gara hoặc là với các anh em chuyên làm về dòng xe du lịch. Và đặc biệt hơn nữa là tại OBD Việt Nam, với sản phẩm này sẽ được bảo hành lên đến 12 tháng. Các anh em sẽ được hỗ trợ về tài liệu nè, về phần mềm, và đặc biệt là sẽ hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng. Và thời lượng của thử thách kỳ hôm nay cũng đã hết rồi, và mình cũng đã đập hộp xong cái sản phẩm FK-C8W này. Và ở trong những video sau thì chúng mình sẽ có những cái trải nghiệm thiết thực hơn về cái sản phẩm FK-C8 trên nhiều dòng xe. Và nếu như các bạn đang quan tâm về một cái thiết bị chẩn đoán đa năng giá rẻ này thì hãy comment ở dưới hoặc là liên hệ với OBD Việt Nam để được tư vấn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.